hơn trước đây. Anh vẫn thắc mắc đây, sao nghe câu chia tay em bình tâm như người đi trên giấy. Bởi vì anh luôn nghĩ em ở đó, luôn ở đó, mà trong khi em biết anh thì muốn được tự do. Đến khi nào anh mới bớt suy nghĩ nhờ, đến khi nào em mới biết bỏ thua nhờ. Người mà em yêu em còn chưa tay được, theo anh thuộc lá đã là gì, thì chẳng qua em đang chưa muốn thôi anh. Anh đâu cần quan tâm làm gì, đừng bận lòng rồi thức khuya, chỉ là vài dòng nhắn tin, cần gì lạnh lùng như thế. Nghĩa là gì hả em? Giấc mơ hay lặp lại, tối đen có đường về, anh và em đang cười đùa trên xe. Thực ra anh đang nhớ em hay anh chỉ nhớ một cảm giác. Chẳng qua em đang chưa